Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 10 cho biết, bất kỳ biện pháp mới nào của chính quyền hầu đối phó với biểu tình ở Hồng Kông đều phải dựa trên luật pháp và bảo vệ quyền tự do hội họp của người dân. Lên tiếng tại Geneva, phát ngôn nhân Marta Hurtado nhấn mạnh, chỉ được dùng vũ lực trong trường hợp ngoại lệ bất khả kháng và phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam ngày 4 tháng 10, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, áp dụng luật về tình trạng khẩn cấp có từ thời thuộc địa Anh nhằm dập tắt nạn bạo lực leo thang ở thành phố nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc. Bà Lam tuyên bố, từ ngày 5 tháng 10, lệnh cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình sẽ có hiệu lực, chiếu theo luật khẩn cấp, cho phép nhà chức trách đưa ra bất kỳ quy định nào về bất cứ điều gì mà họ cho là vì lợi ích công cộng. Phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói, bất kỳ biện pháp nào, lệnh cấm nào cũng phải thỏa đáng và dựa trên luật lệ. Bà Hurtado nói thêm rằng, việc sử dụng vũ khí chỉ chấp nhận được như là phương sách cuối cùng và với mục đích tự vệ chống lại một mối đe dọa tức thì.